Đúng ngày 12 tháng 7 âm lịch, năm con giáp trúng số bất ngờ, tài lộc rực rỡ, giàu có, nhất nhì thiên hạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Và đặc biệt, tính cách sẽ quyết định cái số phận của một con người. Bất kể các bạn được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu sống lương thiện, tốt bụng, thì khó khăn mấy cũng sẽ được vượt qua. Ngoài ra, những người tốt bụng cũng sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Chỉ cần nhất tâm hướng thiện thì cuộc sống sẽ được thập toàn thập mỹ. Và tử vi học cũng có nói trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp được trời sinh có tính cách nhân hậu. Họ có thể không giỏi trong cái việc thể hiện cái cảm xúc, nhưng mà tận sâu bên trong lòng họ là hết lòng yêu thương và hết lòng vì những người khác. Gặp những kẻ khó khăn thì liền nhiệt tình giúp đỡ, không mong được đền đáp. Những người này được định sẵn mang nhiều cái phúc đức, cả đời sẽ gặp những cái may mắn giàu sang. Nói chung ý, nhân sinh thì luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Và đặc biệt, trong ngày 12 tháng 7 âm lịch sắp tới đây, cuộc sống của những con giáp này sẽ được thăng hoa cực kỳ là rực rỡ. Đó, năm con giáp này cũng sẽ được thần tài dẫn đường chỉ lối mà ban phát cho cái tài lộc, đảm bảo sẽ lội ngược dòng, bứt phá lên làm đại gia, có tiền, có quyền, nở mày, nở mặt, khiến cho những kẻ từng khinh miệt, chèn ép, phải hối hận không kịp. Vậy thì đó là những con giáp nào? Và cái may mắn nào sẽ đến với những con giáp này? Liệu các bạn có thuộc những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong ngày Tân Hợi thì con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay được chính ấn nó soi chiếu. Vậy nên là nó cho thấy là những người tuổi Thìn làm việc với cái phong cách là thông thái, nhanh nhẩu hơn người. Các bạn thích làm việc, các bạn không thích làm việc kiểu hời hợt, ăn không nói có, chữ tín cao nên là cũng sẽ rất hợp với những người khó tính. Tuy nhiên, để vươn xa hơn thì các bạn cũng cần phải có cái tinh thần cầu tiến, chịu khó nghe người khác góp ý nhiều hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng có nói rằng các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi thường xuyên và không có nhiều cái thời gian để mà nghỉ ngơi vì cái chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng bản mệnh đừng tự tạo cái áp lực cho bản thân, cái chuyện đâu thì cũng sẽ còn có đó. Tiền bạc không phải là cái chuyện quá to tát như các bạn nghĩ đâu. Các bạn nghĩ thoáng ra thì cũng sẽ nhẹ đầu hơn. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của các bạn trong thời gian này thì cũng gì, nó không được tốt cho lắm, do là bị Thìn thổ, nó bị gì, nó khắc hợi thủy. Vậy nên là quý vị nên cẩn thận hơn khi mà đi ra ngoài đường, tránh để cho gì gặp những cái chuyện tai nạn đáng tiếc. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng nên giữ gìn sức khỏe, cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Đừng có làm việc quá sức kéo mà sức khỏe nó lại bị suy giảm. Khi đó thì quý vị làm việc trong cái tình trạng mệt mỏi ấy, rất dễ xảy ra những cái sai lầm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý được cục diện là Hợi, Tý, Sửu là cục diện tam hội. Trong thời gian này, cái vận trình công việc của những người tuổi Tý khá là thuận lợi hanh thông do có tam hội cục nó nâng đỡ. Các bạn là những người khéo léo trong cái việc thu hút khách hàng nên là buôn may bán đắt cũng là cái chuyện đương nhiên. Nói chung ý, trong thời gian này, những ai mà muốn đi làm xa, hợp tác làm ăn hay là ký kết hợp đồng lớn hoặc là chuyển nhượng mà mặt bằng ấy, thì cũng dễ dàng đạt được những cái kết quả cực kỳ là tích cực. Thêm nữa, công việc nó hanh thông, nó dẫn đến là cái vận trình tiền bạc của những người tuổi Tý cũng sẽ được khởi sắc, lại được thêm cái thực thần nó trợ vận nữa. Ngoài công việc chính thì nhiều bạn tuổi này còn chịu khó bươn trải để mà kiếm thêm cái thu nhập bên ngoài. Trời xanh thì có mắt thương cho những người tuổi này, số vất vả nhưng mà chịu khó và không sợ khó, không sợ khổ nên là cũng có đồng ra đồng vào, ăn mặc thì cũng sẽ được gì no đủ. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm trong thời gian này của mọi người thì cũng ở mức là trung bình nhé. Vì có hai hành thủy nó tương hòa, đôi lúc các bạn cũng khá nóng tính, làm phật lòng nửa kia. Nhưng vì họ quá quen nên là cũng sẽ gì dễ dàng bỏ qua. Và
chính nhờ cái những người biết nhường nhịn như vậy mà cũng sẽ giúp cho cái vận trình gia đình của mình nó được hạnh phúc hơn, cuộc sống sẽ được ấm no, và gia đình chính là cái nơi mà những người tuổi Tý mong về. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những gia chủ tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay thì được thiên ấn nó chiếu mệnh. Vậy nên nó cho biết là những người tuổi Sửu ấy sẽ không bị lép vế trong công việc. Ngược lại, các bạn còn tự tin hơn mọi ngày. Nhờ cái sự quyết đoán và cái uy tín nên là những người tuổi này luôn được mọi người tín nhiệm. Các bạn sẽ giành được cái lợi thế về phía mình. Nhưng cũng đừng kiêu ngạo, kẻo mà gì, lại gì, mất những cái mối làm ăn tốt. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái vận trình tài lộc của các bạn cũng được tốt đẹp nhờ có cục diện tam hợp nó nâng đỡ. Những người tuổi Sửu thì có nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt, đem lại cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nói chung ấy, thời gian này thì các bạn gì cũng nhận được cái sự ủng hộ của những người thân, nên là cũng sẽ không gặp phải cái vấn đề gì quá khó khăn cả. Thêm nữa, trong thời gian này, cái vận trình tình cảm của quý vị thì nói chung ấy, nó cũng không được tốt lắm do gặp gì, Sửu thổ nó khắc hợi thủy. Vậy nên ấy, đôi khi thì các bạn trẻ, đặc biệt là bạn trẻ đúng không ạ, thì sẽ sớm nắng chiều mưa, khiến cho nửa kia mệt mỏi vì phải chiều theo ý các bạn. Nói chung con cái thì trong thời gian này thì cũng sẽ có những cái khúc mắc với cha mẹ, vì vậy mà quý vị cần phải đứng ra, là người đứng ra để mà hóa giải. Trong chuyện vợ chồng, nếu mà có khúc mắc thì các bạn cũng cần phải hạ cái tôi của mình xuống, đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ quý vị nhé. Và để hóa giải những cái khúc mắc này thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Những gia chủ tuổi Mão trong cái ngày 12 tháng 7 âm lịch ngày Tân Hợi này thì quý vị được cục diện tam hợp nó chiếu mệnh, nên là những người tuổi Mão cũng không gặp cái khó khăn nào trong công việc cả. Các bạn là con giáp cẩn thận nên làm gì cũng sẽ rất tỉ mỉ, hiếm khi để xảy ra những cái sai sót. Các bạn buôn bán thì cũng khá hợp với khách trẻ, và hãy niềm nở để học cách lắng nghe. Các bạn sẽ nhận được cái sự ủng hộ từ những người xa lạ. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc thì đi lên vì có cái thiên tài nó trợ mệnh, và bản mệnh không còn phải lo cái áp lực về tài chính nó đè nặng lên vai nữa. Trong ngày hôm nay thì nhiều người sẽ trả sạch nợ nần. Những người tuổi này cũng có thể thử cái vận may bằng cách là săn hàng giảm giá hoặc là mua một tờ vé số chơi chơi, biết đâu lại kiếm được bạc tỷ trong tay. Lộc tuy nhỏ nhưng mà khiến cho các bạn vui cả ngày đấy quý vị ạ. Thêm nữa, trong cái ngày hôm nay ấy, thì nói chung ấy, chuyện tình cảm tuổi của những người tuổi Mão thì cũng cực kỳ tốt đẹp do được cục diện là Mão Mộc Hợi Thủy, Thủy Mộc Tương Sinh. Nói chung cả hai người thì đều dành nhiều cái sự quan tâm đến nhau nhiều hơn, từ đó có thể thấu hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Và trong ngày hôm nay cũng là cái ngày tốt để cho quý vị mà tính đến những cái chuyện đại sự nhé. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những gia chủ tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Như vậy là bốn con giáp đầu tiên may mắn thì ở phía bên tay phải của quý vị đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Dần, nó vẫn ở phía bên này. Thưa quý vị, những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Hợi là lục hợp. Vậy nên là trong thời gian này thì được cái cục diện lục hợp nó chiếu cố, nên cái chuyện làm ăn của những người tuổi Dần sẽ được suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều cái may mắn. Những người mà đang muốn thay đổi công việc hay là đi làm ăn xa ấy,
hoặc là vay vốn làm ăn cũng sẽ được bề trên nâng đỡ, suôn sẻ như ý. Các bạn chỉ cần làm việc bằng cái tâm và không lơn lẹo thì sớm muộn gì thành công cũng sẽ mỉm cười với các bạn. Bên cạnh đó, cái chuyện tiền bạc thì có chính tài nâng đỡ, nên là những người tuổi Dần cũng không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề lương thưởng hay là gì các khoản chi tiêu hàng ngày nữa. Cứ tận tâm với công việc hiện tại thì đồng tiền của các bạn cũng sẽ được nhân lên vô số lần và vô cùng xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Làm gì thì cũng cần chừa cho mình một đường lui. Những người tuổi Dần sẽ không bị hao tài, ngược lại còn gì còn được thưởng nữa. Bên cạnh đó, đường tình cảm tốt đẹp nhờ cục diện là ngũ hành kim thủy tương sinh, nên là bản mệnh sẽ nhận được nhiều cái sự ưu ái, nhiều lời khen ngợi hơn mọi ngày. Những người có ấn tượng tốt với bạn thì khi giao tiếp ấy, thì các bạn cũng sẽ có được những lời khuyên bổ ích. Các bạn trẻ tuổi trong thời gian này cũng khá là vượng vận nhân duyên, hay được người khác giới để ý, và hôm nay thì cũng có thể xảy ra một vài cái cuộc hẹn hò nào đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mùi. Như vậy là có duy nhất một con giáp ở phía bên tay trái. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Mùi trong cái ngày 12 tháng 7 âm lịch, ngày Tân Hợi, thì có cái nhiều tin tức tốt nó báo về do được thiên ấn nó trợ mệnh. Và trong ngày hôm nay thì cái quyền làm chủ, quyền bày tỏ ý kiến của các bạn ấy thì cũng sẽ được chấp nhận. Những người tuổi Mùi thì cứ tự tin vào bản thân mình và nghĩ thoáng ra thì cái sự nghiệp của các bạn cũng sẽ được thăng tiến nhanh chóng. Đấy. Bên cạnh đó, có đường tiền bạc tốt đẹp nhờ có cục diện là tam hợp quý nhân nó nâng đỡ, mà bản mệnh cũng sẽ gặt hái được khá nhiều cái thành tích tốt đáng nể bằng chính cái khả năng và chính cái nỗ lực của mình đã bỏ ra. Và trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ có lộc buôn bán, ăn uống, nhập hàng thì cũng sẽ nhập được những cái lô hàng tốt, đi xa làm ăn thì cũng có gì có tiền lương sớm. Bên cạnh đó, con đường tình cảm của những người tuổi mùi trong thời gian này thì cũng sẽ được thuận lợi hanh thông như ý do được cục diện là tam hợp hợi mão mùi nó tương trợ. Vậy nên là những cái bất đồng, những khúc mắc cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ kịp thời, và quý vị đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ. Vì thế mà cái vận trình tình cảm nó cũng sẽ được thuận lợi như ý, không gì có thể sánh bằng được. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 12 tháng 7 âm lịch, ngày Tân Hợi. Và trong ngày 12 tháng 7 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thìn, 2 tuổi Tý, 3 tuổi Sửu, 4 tuổi Mão, 5 tuổi Dần và 6 là những người tuổi Mùi. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang phú quý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.